Hello, xin chào tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh Family Florida cuộc sống của Thùy Sĩ các bạn này. Hôm nay thì mình sẽ cho các bạn ngắm cây cherry các bạn nhé. Bây giờ hiện tại là tháng 5 thì bắt đầu nó mới ra quả. Nó mới ra quả được tầm này các bạn ạ. Đến tầm 2 tháng nữa thôi các bạn nhé. Tầm tháng 9 tháng 10 á thì nó sẽ chín các bạn ạ. Tầm đó. Hôm nay tháng 5 thì tầm tháng 7 gì đó là nó sẽ chín mỏng luôn cả nhà nhé. À, bây giờ đang là bắt đầu này. Các bạn thấy nó rất là quả nó rất là sung xuê luôn nào, cái này là không ai ăn luôn cả nhà nhé. Ba dùng mini ton cherry này. Đó. Cho các bạn nhìn xem một chút này. Mua thì đắt lắm các bạn ạ, nhưng mà cái quả như này thì không ai ăn này. Hiện tại thì nó chưa chín. Ít tháng nữa thì nó chín các bạn ạ, nó chín thì thực sự mà nó là sung xuê luôn á. Wow. Cái cây này là to lắm các bạn ạ. Cây siêu to luôn á, mà rất là tầm với cái tầm vơi của mình nó vừa luôn các bạn nhé. Còn đây là cây tàu ra hoa các bạn này, ít thằng bắt đầu là thằng này nó cũng ra quả đấy đó các bạn ạ. Mình sẽ cho các bạn xem cây cherry, quả sung xuê luôn các bạn ạ. Cái đất nước lạnh như châu Âu là cherry nhiều lắm các bạn ạ. Nhưng mà thực sự mà nó có đắt không thì vẫn đắt các bạn nhé. Mặc dù không đắt bằng ở Việt Nam thôi, nhưng mà nó cũng rơi vào tầm, nếu mà đầu mùa bây giờ thì nó rất là đắt này, siêu đắt luôn. Nhưng mà nếu mà nó đỡ vào cái mùa thu hoạch của nó ấy thì nó rơi vào tầm sáu phăng hoặc là 8 phăng một cân các bạn ạ. Tương đương với hơn 200.000 tiền Việt Nam mình một cân. Rất là nhiều luôn, quả rất là sung xuê luôn ạ. Nhiều cực kỳ là nhiều.